Tiếp nối thông tin về đề xuất thành lập chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông, để tìm hiểu rõ hơn về tính cấp thiết của đề xuất này cũng như công tác chuẩn bị về giáo trình tổ chức sát hạch theo khung chuẩn dự kiến của Bộ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời quý vị theo dõi. Thưa ông, thì sau thời gian phát triển của ngành thông tin thì sao cho đến nay chúng ta mới bắt đầu thiết lập và xây dựng cái hệ thống chuẩn kỹ năng cho nhân lực công nghệ thông tin cả nước ạ? Thực ra thì chúng tôi không phải bắt đầu về việc xây dựng hệ thống chuẩn năm 2014 này. Thực ra ngay từ những năm đầu, những năm 2000, lúc đó thì Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với bên Ủy ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ cũng đã có cái đề án nghiên cứu về xây dựng cái hệ thống chuẩn. Sau khi mà Bộ Thông tin Truyền thông được thành lập thì chúng tôi cũng đã có đề xuất với Chính phủ ở tại cái quyết định số 50 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, thì đã có đề xuất là việc xây dựng hệ thống chuẩn kỹ năng về cho nhân lực công nghệ thông tin. Và chúng tôi xác định rằng là hiện nay thì với cái số lượng đào tạo có gần 300 trường đại học cao đẳng có cái đào tạo công nghệ thông tin, và cái số lượng sinh viên tuyển sinh hàng năm cũng rất lớn. Tuy nhiên là cái vấn đề mà đáp ứng các cái yêu cầu của cái doanh nghiệp cũng như là người sử dụng là lao động cho đến nay cái tỷ lệ cũng không được cao. Một trong những vấn đề đó là do các cái chất lượng đào tạo, rồi các cái hệ thống chương trình đào tạo và nhiều vấn đề khác khiến cho sinh viên của chúng ta chưa đạt được các cái yêu cầu của tổ chức lao động, đặc biệt đối với các cái tổ chức sử dụng lao động nước ngoài. Thế nên là Bộ Thông tin Truyền thông đặt ra vấn đề cần phải nhanh chóng để xây dựng hệ thống chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin, bao gồm chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuẩn kỹ năng chuyên nghiệp công nghệ thông tin. Trong đầu năm nay thì Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành chuẩn sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Vậy thì việc chuẩn bị ban hành cái chuẩn công nghệ thông tin chuyên nghiệp sẽ đáp ứng những nhu cầu cần thiết nào tiếp theo ạ? Trước tiên tôi xin nói là có hai sự khác biệt với nhau. Cái chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin dành cho tất cả mọi người, tất cả những người mà có cái nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin, họ cần phải đáp ứng những cái yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao. Ví dụ như là hệ thống về sử dụng, hiểu biết về máy tính, về vấn đề về sử dụng hệ thống các hệ điều hành, kể cả nguồn mở cũng như nguồn đóng, rồi các cái hệ thống soạn thảo văn bản, các kỹ năng thuyết trình khác. Đối với cái hệ thống về chuẩn kỹ năng chuyên nghiệp công nghệ thông tin dành cho những đối tượng là những người chuyên làm về công nghệ thông tin, thì cái hệ thống chuẩn này là dành cho cái đội ngũ chuyên nghiệp. Ví dụ như là các kỹ sư về lập trình, thiết kế, hoặc là các kỹ sư về cơ sở dữ liệu, hoặc là những nhà về tư vấn công nghệ thông tin, hoặc là những người chuyên làm về đào tạo công nghệ thông tin. Thì cái hệ thống này là giống như là những cái chúng ta tưởng tượng ra những cái người lái xe ô tô bình thường sử dụng cho mấy thị hàng ngày thì họ cần phải bằng lái xe, giống như những cái người lái xe chuyên nghiệp, những nhà lái xe khách thì họ có những cái bằng lái xe bằng khác. Thì đó là cái sự khác biệt với nhau giữa hai hệ thống chuẩn này. Thưa ông, trong lộ trình sắp tới thì Bộ dự kiến như thế nào về việc soạn thảo giáo trình cũng như là tổ chức sát hạch cái chuẩn công nghệ thông tin chuyên nghiệp này ạ? Về cái hệ thống giáo trình cũng như là sát hạch, chúng tôi định hướng là cái này sẽ xã hội hóa. Hệ thống chuẩn là cái yêu cầu về đầu ra, thế còn các cơ sở đào tạo, các trường đại học căn cứ vào cái hệ thống chuẩn này để xây dựng các cái chương trình giáo trình cho nó phù hợp, và từ đó mà có thể là định hướng làm sao cho các cái học viên của mình đáp ứng tốt các hệ thống chuẩn đầu ra này. Xin cảm ơn ông ạ.